Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios Air. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Màu trắng rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những xe ở phân khúc hạng B, hạng C, sedan, số sàn và số tự động đều có hết các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios này ở phiên bản số sàn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, sản xuất năm 2018 này. La răng đúc, mặt phay, dàn lốp thì còn rất là dày, màu trắng đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước các bạn thấy đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ những cụm đèn cũng còn rất đẹp luôn. Phần sơn bên sườn bên phụ này chưa có bị đâm va gì cả các bạn nhé. Nước sơn còn rất là căng luôn. Đấy, bên lái này, sườn bên lái này cũng đều rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air 2018 số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios Air 2018 này các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp ạ, toàn bộ về phần ngoại thất chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm va gì các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Toàn bộ từ cánh cửa bên lái này, táp bi cánh cửa này, cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng cần số, tay phanh, đấy, đều rất là đẹp luôn. Và nội thất ghế da này, nội thất ghế da màu kem rất là đẹp luôn bạn ạ. Nhìn về cái bậc cửa này cũng đã được dán chống xước rồi này. Một chiếc xe phải nói là chủ xe rất là cẩn thận này. Bọc trần này là bọc ni lông bạn nhé, nỉ trần màu vàng kem cho nên là nó hơi bẩn một chút. Chiếc xe này thì đã được bọc ni lông rồi cho nên là nỉ trần rất là mới. Đấy, bây giờ bóc cái nỉ trần này ra là rất là mới nhé. Màn hình Android xịn này, camera lùi, camera hành trình có cả luôn bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2018 rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, rất đẹp luôn bạn ạ. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau. Toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi đều rất là mới này. Nội thất bên trong các bạn xem đây ạ. Đấy, bọc trần ni lông rồi cho nên là trần này bóc ni lông ra là rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, hàng ghế sau này đều rất là đẹp. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Vios Air 2018 này các bạn nhé. Chỉ 5,8 lít cho 100 km kết hợp. Nếu như trong đô thị 7,3 lít, còn nếu như chạy ngoài đô thị có 5 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Và đây là cái cốp sau. Cốp sau của chiếc xe này, toàn bộ từ keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin. Keo chỉ là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, và đằng sau những cái phần nỉ này đều rất là đẹp luôn này, rất là mới luôn bạn nhé. Lót cốp rồi này, này những cái nỉ của cốp này mới tinh, nỉ còn mới tinh luôn bạn nhé. Phía bên dưới là lốp sơ cua, đấy lốp sơ cua còn rất là dày, đấy lốp sơ cua rất dày, rất đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ quay mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ này, nguyên zin này, táp bi cánh cửa này rất là mới luôn này. Đấy, những cái phần nội thất của chiếc xe này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Ghế rất là mới. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên zin này. Đấy, táp bi rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, màn hình thì rất là to đẹp rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios Air 2018 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từng con ốc này. Đấy, ốc máy, ốc động cơ là còn nguyên bản hết này. Ốc cabo, đấy, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết này.
chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản hết luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp đấy ạ, đẹp và đều của chiếc xe 2018, lăn bánh hơn 8 vạn, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2018. Đấy, số sàn chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà những tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.